Chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Cuba, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến chào Đại tướng Raúl Castro, lãnh tụ cách mạng Cuba. Cùng dự cuộc tiếp về phía Cuba có đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Raúl Castro, thông báo với đồng chí Raúl Castro các nội dung chính trong hội đàm với Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez và các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lasso Hernández và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ hai bên đánh giá chuyến thăm thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thiết thực, sự tin cậy chính trị, tình cảm gắn bó giữa hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc được củng cố và thắt chặt. Hai bên nhất trí về các phương hướng hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực. Theo đó, quan hệ đảng giữ vai trò nền tảng chính trị, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng an ninh và đối ngoại được tăng cường. Quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư được quan tâm thúc đẩy, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực sản xuất gạo và năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự ủng hộ của Tổng tư lệnh Fidel Castro đối với Việt Nam đã trở thành biểu tượng của thời đại và di sản quý báu của quan hệ Việt Nam-Cuba. Cảm ơn những quan tâm, tình cảm và đóng góp quan trọng của Đại tướng Raúl Castro đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Cuba. Đại tướng Raúl Castro hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ vui mừng về thành công tốt đẹp của chuyến thăm. Đại tướng Raúl Castro đánh giá cao những kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, hoan nghênh việc Cuba có thể tham khảo những kinh nghiệm này trong quá trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội ở Cuba. Đồng chí Raúl Castro đề nghị Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và các đồng chí lãnh đạo Cuba chỉ đạo các bộ ngành của Cuba thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Đại tướng Raúl Castro thăm lại Việt Nam. Đồng chí Raúl Castro vui vẻ nhận lời và gửi lời chào thăm hỏi thân thiết đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, bày tỏ mong muốn sang thăm Việt Nam khi có điều kiện. Vào lúc 1 giờ chiều ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Ủy viên Bộ Chính trị Roberto Morales Ojeda, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba đã ra sân bay Jose Martin tiễn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Điều này thể hiện sự trân trọng của Cuba đối với tình anh em, đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Thưa quý vị, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba, sáng ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thủ đô La Habana đã diễn ra hội đàm cấp cao giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cuba do đồng chí Lázaro Alberto Álvarez Casa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Cuba làm trưởng đoàn. Tại hội đàm, hai đồng chí bộ trưởng nhất trí rằng thời gian qua, hai bộ duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố quan hệ truyền thống anh em thông qua các chuyến thăm trực tiếp và các buổi hội đàm trực tuyến trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong hai năm vừa qua, các hoạt động hợp tác nghiệp vụ được triển khai mang lại nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như hậu cần, y tế, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đạt nhiều kết quả, đáp ứng được công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng giữa hai bộ. Thời gian tới, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, việc tăng cường hợp tác trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự giữa lực lượng công an hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại hội đàm, hai bên nhấn mạnh thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc đối ngoại cấp cao và cấp chuyên viên nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực,
đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, tội phạm trong lĩnh vực thương mại, du lịch, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Thưa quý vị, vào trưa ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Chi-ho dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thăm Việt Nam dự chương trình giao lưu văn hóa thể thao Cảnh sát Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ hai. Dự buổi tiếp về phía Bộ Công an có Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đã bước sang trang mới với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2022. Theo đó, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư toàn diện hiệu quả hơn, hợp tác lao động mở rộng hơn. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thời gian qua đã có những hoạt động hợp tác thực chất hiệu quả về trao đổi thông tin, huấn luyện, đào tạo, cơ sở vật chất và hợp tác quốc tế, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua hoạt động trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy thực chất hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Hàn Quốc hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện hiệu quả hơn. Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Cho Chi-ho cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp đoàn và trân trọng cảm ơn đánh giá cao những nỗ lực của Thủ tướng trong thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng an ninh. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37. Trong phiên làm việc sáng nay, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và việc trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 8 theo thẩm quyền. Tờ trình về đề án nêu rõ, việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương thể hiện rõ quyết tâm chính trị trên cơ sở ý chí, nguyện vọng và sự đồng thuận cao của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo không gian và động lực phát triển mới không chỉ đối với thành phố Huế mà còn cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có liên quan. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cho rằng đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng, ghi nhận và đánh dấu thành tựu nổi bật trong việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị của cả nước. Cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý đề án cần tập trung vào những yêu cầu lớn để đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như đảm bảo tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, tỷ lệ giảm nghèo, thể hiện được thành phố có sự phát triển về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành về mặt nguyên tắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến việc sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của một số tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thưa quý vị, đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bài viết mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ những việc cấp bách phải tiếp tục làm và phải làm cho bằng được để đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, nhằm đảm bảo Đảng là người cầm lái, vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ với nhiều kỳ vọng vào một thời kỳ phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền luôn được Đảng ta đề cập và thường xuyên thực hiện để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng. Đại hội 7 của Đảng lần đầu tiên đề cập đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Liên tiếp các kỳ đại hội sau đó, Đảng ta đều tiếp tục bổ sung phát triển quan điểm về phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Đặt ra vấn đề phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay, quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chính là sự tiếp nối và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư tiền nhiệm. Sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới của nhân dân ta thì luôn luôn vận động phát triển.
cho nó phù hợp với lại những tình hình bối cảnh mới. Và để đáp ứng được cái yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo cái cuộc cách mạng, cái công cuộc đổi mới của nhân dân luôn luôn vận động phát triển đó, thì đảng ta phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo. Phương thức cầm quyền là một yêu cầu khách quan, là một đòi hỏi rất khách quan. Đổi mới cái phương thức lãnh đạo làm sao cho nó hiệu quả hơn, làm sao cho cái bộ máy của đảng nó năng động hơn. Đấy, làm sao những con người ở trong cái bộ này, máy này vừa thay mặt đảng để cầm quyền ở các cái lĩnh vực công tác khác nhau đấy, là phát huy được cái hiệu quả cao nhất của mình. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của đảng cần phải làm gì? Trả lời câu hỏi đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm chính là 4 thông điệp quan trọng cần làm ngay để nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, đảm bảo cơ chế, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đây không chỉ là cơ sở để tiến hành đổi mới mà còn là một bước để hoàn thiện lý luận của đảng ta. Liên quan đến thể chế, liên quan đến cái quản lý toàn bộ xã hội, và liên quan đến như thế thì mới có cái chuyện phải xây dựng lại một cái bộ máy mà tinh gọn rồi hiệu lực, hiệu quả. Và toàn bộ như thế thì nó lại liên quan đến cái vấn đề nhân dân, vấn đề hạnh phúc của nhân dân. Vì bất kỳ một phương thức sản xuất nào, bất kỳ một hình thái xã hội nào, thì cái mà theo lý luận của ông Marx, là ông Marx nói là giải phóng giai cấp rồi giải phóng xã hội, nhưng mà cuối cùng là chuyện giải phóng con người. Đối với một đảng cầm quyền thì phải lãnh đạo như thế nào, hay người ta nói là cầm quyền kiểu gì, cầm quyền như thế nào đấy, thì tôi nghĩ là cái bài viết này nó rất quan trọng, và các cấp ủy cần phải có một nghiên cứu rất là sâu sắc để có trách nhiệm. Trước hết là điều chỉnh và tổ chức thực hiện cái lãnh đạo chỉ đạo hiện thời, nhưng mà xa hơn tức là phải biến nó, phải vận dụng nó trong các cái văn kiện của cái cấp ủy mình tới đây, mình phải thay đổi như thế nào để đáp ứng với cái yêu cầu mới. Ở thời điểm chúng ta đang chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng, đất nước đứng trước một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng là yêu cầu rất bức thiết đặt ra từ thực tế, cần phải làm ngay, vừa quyết liệt, vừa kiên trì. Có như vậy mới nâng cao được năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của toàn dân, thực hiện cho được độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.